mọi người, chào mừng đã quay trở lại với Tokyo Camera. Không cần nói dài dòng thêm nữa, vì mình tin chắc rằng chỉ cần nhìn thấy cái tên này ở đây thôi, các bạn đã rất nóng lòng muốn được mở hộp xem và trải nghiệm ngay với chúng mình rồi. DJI E3, chiếc flycam mới nhất đến từ nhà DJI. DJI E3 là máy bay không người lái đầu tiên trong dòng E-Series, sở hữu các đặc điểm chuyên nghiệp, ví dụ như camera chính kép và cảm biến vật cản đa hướng, nhưng vẫn giữ được trọng lượng nhẹ chỉ 720g cho khả năng tự do và linh hoạt cao hơn. Đây là tóm tắt mô tả toàn diện nhất đến từ nhà DJI cho chiếc máy bay mới nhất của mình. Và trong thực tế thì phải có đến 4 điểm mới lần đầu tiên tích hợp trên chiếc E3 này đấy. Lần đầu tiên xuất hiện trong dòng DJI E, một chiếc flycam có tích hợp camera kép 48MP, gồm một camera góc rộng CMOS 1.3 inch, khẩu độ f/1.7 và một camera tele tầm trung CMOS 3x 1.3 inch, khẩu độ f/2.8. Và cả hai camera này đều hỗ trợ chế độ màu D-Log M10bit và HLG 10bit. Điểm ấn tượng tiếp theo trên E3 là chiếc flycam đầu tiên thuộc dòng E có thể quay dọc với cụm camera kép của mình. E3 giúp chúng ta có thể chia sẻ video nhanh hơn và thuận tiện hơn trên các nền tảng mạng xã hội, rất phù hợp với xu hướng. DJI E3 có thời lượng bay dài tới 46 phút và nó cao hơn 48% so với phiên bản tiền nhiệm. Nó sẽ giúp trải nghiệm bay của chúng ta thú vị, bền bỉ và thuận tiện hơn bao giờ hết. DJI E3 tích hợp hệ thống truyền tải video O4, cung cấp khoảng cách truyền lên đến 20 km, hỗ trợ nguồn cấp dữ liệu trực tiếp lên đến 60fps ở độ phân giải 1080p. DJI E3 lại là một chiếc máy bay không người lái đầu tiên thuộc dòng E-Series được trang bị cảm biến vật cản đa hướng, nhận biết toàn diện về môi trường và phát hiện vật cản theo mọi hướng. Nó sẽ giúp người dùng có thể bay an toàn và tự tin hơn. Nhờ việc tích hợp nhiều tính năng quay chụp, DJI E3 sẽ là một cái tên mới mẻ xứng đáng lọt vào danh sách những chiếc flycam đáng mua nhất năm nay. Hay như DJI đã nói, máy bay không người lái này sẽ trở thành công cụ hoàn hảo, đồng hành cùng những cuộc phiêu lưu ngoài trời và cung cấp ngôn ngữ camera đa dạng hơn theo cấp số nhân. Và sau khi xem tổng quan về chiếc DJI E3 này, các bạn có những đánh giá gì và bạn có thấy rằng đây là một cái phiên bản mà đáng xuống tiền giống như là chúng mình nghĩ hay không? Đừng quên để lại những đánh giá của bạn ở bên dưới phần comment và chúng ta hãy cùng nhau thảo luận thêm về chiếc flycam này nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé.